Mọi người nhìn dành không? Rồi, khó nhìn nhỉ. Không nhìn gì. Một tổ chè từ đây này. Ống tre mình đặt này. Và đi xem được bao mước nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 mước tới một tổ nữa. Xin chào mọi người nhá, xin chào tất cả anh em. Thì tiếp tục hôm nay mình lại quay lại trở lại với bãi cát thân quen của quê hương mình. Thì anh em xem nhiều video anh em biết là ở bãi cát này thì mình ra đây để mục đích là tìm tổ chim sơn ca mọi người ạ. Thì hôm nay ra thăm lại cái mấy cái tổ sơn ca mà mọi lần mọi video vừa rồi mình quay ấy. Thì ở đây hiện tại đây có một tổ này. Ghé qua xem. Hôm trước là ba trứng mọi người. Ba trứng thì không biết là bây giờ đâu nhỉ? Bên trong này sao này? Ở trong này anh em. Đây. Đây mọi người này. Ô mọi người. Lại mất trứng rồi. Hỏng rồi mọi người ơi, đây. Ổ vẫn còn đẹp ngất mà lại trứng không còn. Ô, kỳ lạ nhỉ. Đây là mấy ông chăn trâu chăn bò lại nhặt về mang về luộc không biết. Ô, lại chán rồi. Hôm trước đi tìm thì đã gặp tổ chè thì đã có anh em tìm trước và đã thò tay vào bóc ra là đã mình nghĩ đang nghi là bỏ rồi. Tổ đấy chắc bỏ rồi mấy hôm nữa. Hoặc tí nữa mình sẽ quay trở lại mình nghe lại cái ổ đấy. Và hôm nay mình hơi thất vọng là tổ này lại cũng kiểu trường hợp bị mất trứng. Một là do chuột, hai là thằn lằn hay con gì đó nó ăn trứng mọi người. Thật sự là thất vọng rồi. Ba anh em đi cùng em để đi lên nghe cái tổ bên trên kia nhá. Thì hôm trước có cái tổ góc kia kìa. Cái tổ góc kia thì nó không phải là nuôi chưa đẻ. Thì cái con chuột nó đã đào làm hang tại đấy, nó lấp mất cửa tổ, nó bỏ hết. Sơn ca hót kìa mọi người. Hót đâu nhỉ? Đấy. Ra hót trong này này. Dưới đất, bộ dưới đất. Mình còn chưa nhìn thấy chỗ nào luôn ạ. Đó. Lại hơi bị thất vọng. Thất vọng rồi. Em cùng em để đi lên nghe tiếp cái tổ bên trên kia nhá. Hy vọng đúng hai tổ đấy thôi. Hy vọng hai tổ có trứng, có ba trứng. Thì mình đặt niềm tin vào hai cái tổ đó. Bây giờ một tổ đã bị mất rồi. Mất trứng. Hỏng. Để nghe luôn, tiện thể anh em cùng em nghe luôn xem có cổ tổ nào mới không. Mình cũng chỉ định của mình là cũng muốn nuôi một con thôi. Chỉ cần nuôi một con thôi. Thì có thỉnh thoảng có một hai anh em chơi cùng nhau cũng muốn nuôi một con xem sao. Kìa kìa mọi người. Đấy, sơn ca đấy. Sơn ca bay ở khu này ra. Anh em cũng có nguyện vọng là muốn nuôi một con. Thì mình cũng chỉ mong là kiếm được một tổ, hai tổ thôi. Chia cho anh em ở quanh nhà nuôi cùng cái sở thích đam mê. Tổ chỗ nào này? À, kia rồi mọi người. Hơi thất vọng. Chỗ này này. Đâu nhỉ? Gần khu này. Ở đây đây, đống phân bò này rồi mọi người. Hơi tổ đây. Ôi trời ơi. Mọi người ơi.
lại còn mỗi cái nịt thôi. Làm tổ đẹp thế này rồi, có 3 trứng rồi, bây giờ lại không còn nữa. Chán nhức đầu. Tôi chịu rồi. Đặt niềm tin vào tất hai tổ này bây giờ hỏng rồi. Niệm rồi mọi người ạ. Mọi người ạ, thật sự là thất vọng. Thất vọng thầm trọng. Mình sẽ lại phải mất công đi tìm thôi. Chứ bây giờ hai tổ đều bị hỏng hết rồi thì bây giờ làm thế nào. Còn cái tổ mà hôm trước mình có nhìn thấy á, có nhìn thấy mà nó có bới bới trong rồi, nhưng bây nó không làm nữa. Thất vọng rồi. Kiểu này hỏng rồi. Thôi bây giờ như này nhá, bây giờ hiện tại bây giờ nó đang là 12 giờ trưa, rất là nắng ở ngoài giữa bãi cát này, rất là nắng. Bây giờ mình sẽ đi về để vào trong làng, tìm ở trong làng cho mát, chứ ở đây nắng lắm, không chịu được cái nhiệt độ bây giờ đâu. Còn nếu có tìm ở đây sẽ tìm chiều tối hoặc sáng sớm. Nắng. Ok mọi người, theo em để đi vào làng nhá. Nha. Để thăm lại cái tổ chim này. Hôm trước thì nó nở đỏ đỏ rồi, chả biết bây giờ nó đã đủ lông đủ cánh chưa. Cạy bố ra. Tổ này tổ di đá nhá. Cho nông nông thì không cần phải sâu quá đâu. Đấy, gì ơi. Đây mọi người này. Rồi. Đây này mọi người này, đủ lông đủ cánh rồi. Đủ lông đủ cánh rồi mọi người này. Đó. Tổ này ngay bên nhà bố vợ em thôi. Nhưng mà xì đá mà cũng chắc ít người nuôi. Cứ kệ đi. Đây để em sẽ về trong vườn nhà thăm lại cái ống tre ở nhà mọi người nhé. Thăm lại cái ống tre ở nhà. Ây da. Đây các bác ạ. Đây. Ống tre ở trong vườn nhà mình. Ớ, con gì đây? Giật cả mình. Cái con bọ đen đen. Ống tre chỗ nhà mình đây. Đó. Con gì đen đen yếu thế nhỉ? Để trèo lên nghe xem. Có trứng chưa? Có trứng rồi mọi người nhá. Đây. Có khả năng đang ấp rồi. Đây mọi người. Đây có khả năng đang ấp rồi nè. Đây mọi người. Đó, mình sẽ bật đèn lên cho anh em xem. Đây. Đó. Mọi người nhìn dành không? Đây, khó nhìn nhỉ. Không nhìn gì. Đó, có khả năng đang ấp rồi mọi người ạ. Ok. Đây là một tổ nhá. Một tổ vườn nhà mình. Đó, và bây giờ mình sẽ đưa mọi người ra chỗ này. Mình lại mới phát hiện tiếp nhưng không biết có trứng chưa. Đây nha, mình sẽ tính nhá. Từ đây. Từ kia đây, mình sẽ tính lại từ bước ra từ đây này. Đó. Đây. Một tổ tre từ đây này. Ống tre mình đặt này. Và đi xem được bao mước nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 mước tới một tổ nữa. Mọi người ạ. Nhưng không biết là có trứng gì chưa thì mình không biết, nhưng mà hay là nó làm ở đây nó bỏ ở kia hay là thế nào. Đây ở bùng chuối này, mình sẽ bắc thang ra để quay cho mọi người xem nhé. Ôi các bạn đến này với cái thang này. Mẹ trai cái thang này không mồm. Tìm gần chết. Vườn em nó rộng các bạn. Đến mệt cái thang này thật. Tìm mãi giờ mới thấy cái thang. Cứ nghĩ ở trong vườn trong chạy, cứ chạy loanh quanh chả thấy đâu. Để em sẽ bắc thang lên nghe em. Tổ này tổ tròe hay tổ gì nhá. Tổ này có khả năng vẫn là tròe. Cách nhau có vài bước chân là tới. Đấy, tròe kêu á. Hay là tổ này có con rồi. Đấy, tròe đang kêu giít. Đang giít. Tròe đang giít thì tỷ lệ có con cao lắm đấy.
Đây các bác, năm ngoái cũng có ở cái vùng chuối này cũng có tổ. Năm ngoái ở vùng chuối này cũng ở cái cây chuối khu ở cái khóm này cũng có tổ. Năm nay cũng có tổ. Ây à. Đứng đây không nhìn thấy được. Ôi chà, phải bắc lại thang. Bắc lại thang rồi. Đứng chơi không nhìn thấy. Ây à. Cây chuối này có khả năng sắp gãy rồi mọi người ạ. À. Cây chuối này tí mình phải kiếm cái trống à. À. Tổ đang làm. Tổ đang làm mọi người. Đây. Đang làm thì phải. Chưa đi có trứng gì. Chưa có gì mọi người. Đang làm. Hay là tổ này nó đang làm nó sợ cái cây chuối nó sắp gãy nó bỏ nó đi sang bên kia nhỉ? Có khi nào không nhỉ? Có khi nào nó sợ cây chuối này sắp gãy nó bỏ nó sang làm ở cái chỗ kia không nhỉ? Nhưng mà hôm trước này nhìn là hình như là không có rác ở cái cây này. Nhớ không nhầm thì là cái rác này chưa có. Mới phát hiện. Lấy cái gì trống ở đây. Hay là hôm trước nhà mình chắc mẹ mình chặt cái cành chuối kìa. Cành tàu lá chuối sợ quẹt vào sợ là nó bị thưa nó bỏ nhỉ. Có khả năng thế là cao. Thì tí mình sẽ kiếm cái que trống ở cái cây này mọi người nhá, chả nó gãy mất.